11 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 trên 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với gần 21 tỷ đô la Mỹ, chiếm 72,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 2,87 tỷ đô la Mỹ, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước. 56 tỉnh thành phố trên cả nước đã nhận được vốn đầu tư nước ngoài, trong đó Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu về thu hút FDI, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai, tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội.